đời sống miệt thứ. Trước ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Check-in thị trấn Hướng 11. Lòng cá. Ngoài Bắc kêu là cái lòng cá. Còn trong Nam mình kêu là gì? Miệt thứ kêu là gì? Chọt cá hả? Là mình đặt xuống xuống vuông hả? Mình đặt xuống vuông ao hồ hả? Đó là cá nó chung ở đây. Đây là cái gì? Bắp rắn hả? Này là cái lợp đặt cá bóng hả? Tôm gì? Tôm lóng hả? Tôm lóng là tôm gì? Đặt từ gì hả? Cái này nhiêu anh hả nọ? 50.000 chục cái, 50.000 chục cái. Đẹp ha. Em không quay được bên trong. Rồi cái lờ là cái nào? Quay thì tốn tiền cà phê phải không? Con này là cá gì? Cá bớp. Cá bớp hả? À? Nhiêu ký? Con mấy ký? Con này hả? À? Con này 4 ký. Con kia. Con này cá rúng 5 ký. 5 ký. Đây là làm lẩu ăn hả? À? Lẩu ăn. Con này bên sân nhà phải không? Con này kho đứng dừa. Bên sân nhà đúng không? Bên sân nhà đúng không? Đứng mặt lên coi. Mi. Kho đứng dừa. Miêu. Nó kéo ra rồi. Miêu ơi miêu, miêu ơi. Che mắt cái rồi nó có thấy gì đâu. Chỉ cưng cái đường quá. Đúng rồi. Miêu ơi miêu, miêu ơi. Miêu, đúng rồi. Miêu.